Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mọi người ơi, hôm nay mình đang mở cái đĩa 18 cộng ra để mình quay cho mọi người. À đây, cái hộp của nó đây mọi người. Hôm nay mình có một chiếc đĩa hơi tế nhị một chút mọi người. Nhưng mà mình mua được mình cũng quay lên xem mà có khách nào ưng không. Đây là vải của nó đi, vải để nó che đây mọi người nhé. Toàn bộ là của nó, cái này là nó có hộp hết mọi người. Đây mình cho mọi người xem này, nó lịch sự mọi người. Vải của nó có cái vải này, nó có cả triện ở cái này mọi người nhé. Đâu vậy? Đây, cái miếng vải cái bọc nó có triện luôn mọi người này, đấy, triện đỏ luôn mọi người nhé. Mình bỏ ra đây á để mình quay cho mọi người xem. Đây mình quay cho mọi người xem mặt sau đó. Đấy, mặt sau thì không có gì cả mọi người. Cái nó tráng men ở mặt sau rất là đẹp luôn, không có một vết gì luôn. Như cái đĩa này thì nó hơi tế nhị một chút, nhưng mọi người xem mà nếu mà những ai mà không ấy thì đừng có nói gì mình nhé mọi người nhé. Đấy. Đây giới thiệu với mọi người, đây là một cái đĩa 18 cộng ở bên Nhật này. Họa tiết toàn bộ vẽ tay hết mọi người nhá. Nổi hết lên không phải in đâu mọi người nhá. Toàn bộ họa tiết vẽ tay. Đấy. Mình hôm nay mình quay mình giới thiệu mọi người xem mà có ai nhu cầu mà giờ muốn sưu tầm đĩa 18 cộng thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. Mọi người liên hệ mình qua số điện thoại Zalo của mình là 0962 949 668. Đây nó có triện ở đằng trước luôn mọi người nhé. Đằng sau thì nó không có gì cả nhưng mà đằng trước nó có triện nhé mọi người. Đây, mọi người nhìn men này. Men xanh lam rất là đẹp luôn. Những cái đĩa nào men xanh lam rất là đẹp mọi người ạ. Đấy, đây có hai con này là hai con chim này mọi người. Mình cứ gọi hai con chim đi mọi người. Rất là đẹp luôn. Mọi người xem video không biết là mọi người có thấy rõ không, nhưng mà ví dụ sau này bạn nào mà có sử dụng mua được cái này thì mọi người sẽ biết là cái nghệ thuật của người Nhật nó vẽ như nào. Nó vẽ có những cái mình nghĩ là không có nhưng mà nó vẽ có hết mọi người, rất là đẹp. Những cái chấm trắng trắng này nó là như kiểu là tuyết mọi người nhé, chứ không phải là bị mốc nước gì đâu. Nó chấm rất là đẹp luôn, nổi hết lên nhé mọi người nhé. Vẽ nổi hết lên, viền xanh lam này mọi người. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây mọi người, mình nghiêng như này để cho nó sáng. Mình vừa nghe thế kia thì nó hơi tối. Em quay cho anh xung quanh này cho mọi người xem. Vành vẽ vàng mọi người nhé. Mọi người xem để ý nhé, xem có cái gì nó đặc biệt mọi người nhé. Nó rất là sắc nét luôn mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đo kích thước cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Kích thước bề mặt của cái đĩa này là 41,5 mọi người nhé. Chiều cao của nó là khoảng 5,3 mọi người, 5,3. Nhưng tính 5 thôi, tính 5 đi cho nó dễ. Cái này là 41,5 mọi người. Đấy, mình cho mọi người xem này. Thôi, mình chỉ quay như thế thôi. Mình xin phép mình chào tất cả mọi người nhé. Mọi người ai mà muốn mua cái đĩa này thì mọi người cứ liên hệ với mình qua số điện thoại 0962 949 668. Số điện thoại đấy là mình chỉ sử dụng Zalo thôi mọi người nhá. Thôi mọi người ai mà muốn thì cứ liên hệ với mình nhá. Thôi mình xin phép mình chào tất cả mọi người nhá mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người.